mẹ đi đón Mon nhá. Mon đang ở Hà Nội á, tí nữa về mẹ mua quà cho. Đi vô nhà đi cho để trời lạnh cho Mon nhá. Mẹ đi xong rồi, cô đi tới đóng cửa của mẹ nha.
công ty ấy nhỉ. Nhưng mà bữa sau nó lớn hơn, nó còn to chứ còn nhiều. Lớn thì cũng phải to thôi. 78 tiền. Dài. Dài đấy. Con ở nhà con đợi mẹ xong rồi con đọc sách à? Con giỏi thế. Đợi mẹ ở nhà có buồn không? Mẹ thương nha. Đợi mẹ với em buồn nhỉ? Ở nhà có một mình buồn nhỉ? Nên mẹ nâng lên cho. Đấy, nâng cao lên này. Mà con giỏi quá nè. Rồi, để đây. Tí nữa mẹ đi vứt cho nha. Trường nha. Cho mòn uống nha. Mòn ơi, mòn uống ngon nhỉ, cái bi nhỉ. Có nhớ em không? Chiều nay em ở nhà chơi với con nha. Đấy, em tự cầm bình uống được rồi đó. Mẹ yêu nha. Thương nè, mày cái áo lên nè. Ngon uống giỏi thế ngon. Ngon chưa? Ngon chưa?